Vậy là trận đấu bắt đầu. Trận đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Bình Định Bình Dương là đội ra bóng trước. Bóng tím bảo vệ cầu môn phía cánh trái của các quý vị và các bạn. Ngay từ những vòng đầu tiên thì các cầu thủ BK Bình Dương đã tràn ra phần sân của câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định, đội của câu lạc bộ Nam Định. Got it.
Massaray tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao ngay những phút đầu tiên. Tốc độ của Massaray. Lâm Anh Quang. Và bóng rất mạnh của Đinh Xuân Việt. Làm rất khỏe. Sút này. Gần đây thì Rodrigo và Conan tỏ ra rất hợp với nhau. Họ luôn tìm thấy nhau ở những đường bóng tấn công của câu lạc bộ Nam Định. Rodrigo làm tường, còn đương nhiên là Conan là tiền đạo băng lên ở tuyến 2. Lợi thế dành cho Bình Dương. Lộc đang chơi hay đi. Danh đăng ký của Bình Dương ngày hôm nay không có cái tên như là Trọng Huy và Trần Việt Cường. Có thể các cầu thủ đó đang bị chấn thương. Tấn Lộc, Massaray. Lộc là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF. Thể hình của anh là rất tốt. Vừa rồi của Thanh Thảo là quá sâu so với đà di chuyển của Tiến Linh. Đinh Xuân Việt bắt đầu quay trở lại để chính thức của Nam Định. Đấu thứ 5, đấu Nam Định gặp Top Plan Bình Định trên sân nhà. Và từ đó thì Nam Định đã giành liên tiếp 3 chiến thắng. Lấy đạn ơi. Của trận này đang đuổi khá sâu. Đang chơi hay cho vị trí của bóng của trận đấu trước đó là Trần Huy Mạnh. Yeah!
Lôi ra, lôi ra, tập trung ra đây, tốt em. Tốt lắm ơi, tốt em. Tay về vào. Tập trung anh em ơi, tập trung. Và thanh thản bên cánh phải. Chèn up. Một trận. Cáo lên, cáo lên, cáo lên, cáo lên. Có ý đồ rõ ràng. Tình huống bóng. Ngược chân. Thanh thản. Được như là đang đen lạnh. Ali Ali phải tỉnh, mẹ tu bền, mẹ tu bền. Tập trung vào, tập trung mạnh về vào, mạnh mẽ. Không thể có lỗi trong tình huống vừa rồi. Thế nào đến Khánh? Tập trung này, nhìn ngươi này. Ê, ê. Vừa qua. Victor cầm. Đoàn Thanh Trường đổi chỗ cho Victor. Đình Sơn đang là bóng cưng. Tráng vào vị trí của Hà Quyên. Rodrigo không được. Ok. Victor, Mia. Ok. Bảo đi. Hiện vệ Hà Quyên. Là một sự đúng. Biết sự đúng. Đáng kể. Đáng tổng. Đáng tổng. Go lên. Cực hay. Lên cá đi em, cá đi. Cá đi. Cho đội bóng của mình hai bàn thắng. Này thì mà sự quyết đã phải nghỉ vòng thi đấu này vì đã đủ ba điểm vàng. Tiến lên. Pha theo người rất hay vừa rồi là của đội trưởng Lâm Anh Quang. Này thì Lâm Anh Quang chơi rất hay. Trận đấu thứ bảy, trận cuối cùng Lâm Anh Quang đã có bàn thắng làm đổ tung sân Thiên Trường. Đánh đầu rất đẹp, ấn định chiến thắng 1-0 dành cho Nam Định trên sông Lam Nghệ An. Ở đó lần đầu tiên giúp Nam Định có được 3 chiến thắng liên tiếp kể từ sau khi họ quay trở lại V-League ở mùa giải năm 2018. Vừa qua sẽ làm cho các cầu thủ Nam Định tự tin hơn rất nhiều mỗi khi phải thi đấu trên sân khách. Nó không có sợ cái rớt, chỉ hòa và thua ở trên sân khách nữa. Tin là một điều rất cần thiết. Của bóng rời quy định, các cầu thủ trẻ của Nam Định đã dần trưởng thành giống như cách mà các cầu thủ trẻ của Mai Gia Lai đã trưởng thành được mùa giải năm nay. Họ đã chơi rất chững chạc. Nam Định cũng vậy, cầu thủ trẻ trưởng thành từ chính do đào tạo của mình đã chơi khá tốt mùa giải năm nay. Có phản bóng cho Vega Bất Bình Dương. Rất ít.
hình ra quân của các thủ nam định như sau. Thành số 56 Đinh Xuân Việt, số 5 đội trưởng Lâm Anh Quang, số 8 Nguyễn Minh Sơn, số 9 Hoàng Xuân Tân, số 1 Rodrigo, số 12 Đinh Văn Trường, số 18 Đoàn Thanh Trường người chơi thay cho Mai Xuân Quyết, số 23 là Phan Văn Hiếu, số 29 Nguyễn Đình Mạnh, số 44 Wesley Rodriguez và số 73 Joshua Conan. Không ai được đứng ở cái bàn này đâu. Lỗi của Đình Sơn với Mansare. Bàn thắng chắc chắn đã đến với BKMX Bình Dương. Cùng xem lại tình huống này. Và xử lý quá hay đến từ Oma. Không có việt vị của Tiến Linh. Tập trung vào. Cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt như Tiến Linh thì thật khó để anh bỏ lỡ cơ hội như vừa rồi. Bàn thắng thứ 3 của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Đúng. Rõ ràng là BKMX Bình Dương cần một hình ảnh của đội trưởng Papeoma như vậy. Đã
sự hỗn độn, cắt bóng và đưa ra tập trung vào, tập trung vào như vừa rồi. Anh em ơi, tập trung vào. Mày bay lên, mày bay lên. Mạnh Đức, Mạnh Đức. Không ra số 07 thôi, chúng ta lên được. Cho đến lúc này là một bàn thắng để mang tính chất giải tỏa. Mày bay nào. Anh đã muốn làm ở vòng đấu của Bình Dương. Trả lại, trả lại, trả lại, trả lại. Sài Gòn. Nhưng rất tiếc là Oma đã không thắng được thủ thành Văn Phong trên chấm đá phạt 11m. Oma. Địch không hiểu như Oma như vừa rồi. An toàn của Đăng Anh Quang. Rất nhiều kinh nghiệm đến từ đội trưởng Pape Oma. Quyết liệt của Thành Trường. Rồi là pha chuyền chân bóng của Văn Trường. Trái của Nam Định. Rồi màn giải tỏa rất lớn thành cho Thảo ơi, đừng phá Thảo ơi. Thảo ơi, chạy theo tôi. Ok, tốt, 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 tốt. Ok, 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 đi, 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 đi. Ok, đi, tốt. Tập trung vào nào, tập trung vào nào. Người nào. Anh chạy đây. Đột ra đây. Giữ, giữ, giữ. Ê. Tốt, tốt, tốt ra đây, tốt ra đây. Tốt ra. Bàn thắng thứ ba của Tiến Đình khiến cho vẫn đang có tác quyền đi đội trưởng Anh Đức, người cũng đang chơi rất hay trong màu áo của Long An ở giải nhất. Cho tới thời điểm này Long An đang xếp thứ hai ở giải nhất năm 2021. Họ thi đấu 3 trận giành chiến thắng 2 ghi được 4 bàn và Anh Đức là tác giả của cả 4 bàn thắng của Long An cho tới lúc này. Nhận định rằng vẫn rất có thể sẽ quay lại với đội tuyển quốc gia từ Anh tiếp tục chơi phòng thủ như thế này. Nhưng phải nói rằng chưa chắc một tiền đạo nội xuất sắc của V-League nếu như xuống chơi hạng nhất có thể thể hiện được tốt được như Anh Đức ở thời điểm hiện tại. Đó là Aboli. Đó thì
rất kinh nghiệm của Việt Nam đến với đội chủ nhà. Là Trần Quốc Cường phải đá bàn 6 tuổi. Phải đá bàn 38 tuổi. Tập trung vô, tập trung vô, tập trung vô. Anh em ơi, tập trung vào. Cảnh ơi, đây đừng nghe bên kia chứ. Đừng đó, Cảnh. Nhờ đến cái tên Mai Xuân Quyết. Đúng đó, Cảnh, anh đừng ra Cảnh đâu. Anh đừng lại đón lên ra. Cực kỳ chững chạc. Giám định sẽ có thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Tô Văn Vũ, thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Đinh Văn Trường lên một đường cho anh, hiện quá mức tấn công được một đường nữa và là chính xác. Trái vẫn còn không được, không hiểu với nhau sẽ lâm qua văn trường. Thank you.
bóng Hải Phòng và đã giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Bàn thắng được ghi dập công của Paulo Pinto thứ năm. Và một trận đấu được rất nhiều quan tâm ở vòng đấu này, đó là SV Đà Nẵng sẽ tiếp đón đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu mà nếu như đội bóng nào giành chiến thắng, họ sẽ vượt lên vị trí đầu bảng. Và Phan Quảng Định đã thi đấu ngày hôm qua và họ tạm thời có được. Những quý vị đến từ Rodrigo, trận đấu sớm đã diễn ra ở vòng 8 này. Trong ngày hôm qua, Phan Quảng Định giành chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn, tiếp tục là một chiến thắng với số tối nhiều nữa đến từ Phan Quảng Định. Cho bên cấm Bình Dương là tình huống phạm lỗi vừa rồi của Thanh Thảo là ở bên ngoài vòng cấm. Suýt chút nữa thì Bình Dương tình huống phạm lỗi của Thanh Thảo nằm đúng trên vạch. Rất may cho bên cấm Bình Dương, chút xíu nữa đổi thì họ sẽ phải chịu một quả phạt đền. Phải nói là rất thiếu kinh nghiệm đến từ rõ ràng để cho Nam Định có thể bước tới bàn thắng san bằng tỷ số. Rodrigo là cầu thủ có lực trước, có thể nói là rất mạnh. Thảo ơi, dứt điểm trực tiếp của Rodrigo về phía khung thành của Đức Cường. Rất tốt. Chiều cao trên 1m80. Đi này đã bị qua dạng. Rất có thể là một tình huống trúng thẳng vào chỗ của Đức Cường. Quá nguy hiểm, chỉ có may mắn mới cứu thua cho BKM Bình Dương. Đức Cường đã đứng im rồi. Thật sự là quá đáng tiếc cho Rodrigo. Một pha đá phạt cực kỳ kỹ thuật, rất hay, và chỉ thiếu may mắn thôi. Chứ chút nữa thì Nam Định đã có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Thật sự là quá kỹ thuật. Bóng đã chạm mép ngoài của cột dọc. Thật sự đây là một tình huống đá phạt rất hay đến từ Rodrigo. Hàng rào của BKM Bình Dương là rất cao nhưng vẫn không thể chắn được tầm đá phạt của Rodrigo trong tiếng vừa rồi. Rất đáng tiếc. Đấu đang diễn ra rất hay với những tình huống dứt điểm về phía cầu môn của cả hai đội. Vừa rồi thì Nam Định đã có một cơ hội cực kỳ rõ ràng. Lời cảnh báo đến từ hàng công của Nam Định đối với BKM Bình Dương. Nét mặt lo lắng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Được.
sân nhà. Sau chiến thắng 5-3, sân nhà Thanh Hóa đã giải tỏa được mọi sức ép. Họ chơi mà không cần có đội trưởng ở Phúc Sạng Sơn. Cái tên đội trong lịch họ như là Văn Thắng, như là Đình Tùng, họ sẵn. Ngày hôm nay tiếp tục họ đã đang giành chiến thắng. Tỷ số là 2-0. Hai Tiến Linh rất thoát, dứt điểm không được. Bắn sau đây, ô ba không được. Tiếp bóng đầu tiên của ô ba là không được rất tốt. Tốc độ trận đấu đang đẩy lên rất cao. Văn Hiếu. Việt vị đến từ Rodrigo, chuyển hơi chậm. Văn Trường, thời điểm này thì trận đấu đã có chất lượng chuyên môn khá cao. Hai đội đều đẩy tốc độ lên cao và không ngại ăn miếng trả miếng. Thoáng là Masaray. Rất đáng tiếc, nếu như trong tình huống tiếp bóng vừa rồi của Tôn Vũ tốt hơn thì anh có thể đưa một đường bóng tốt sang cho Masaray. Rất thoáng trên phía cánh phải. Rõ ràng từ thời điểm này thì những đường lên bóng của Benjamin Bình Dương là thoáng hơn so với đội khách Nam Định. Nhưng Nam Định cũng có những pha lên bóng có thể nói là rất hay ở chỗ này. Ngoài cột dọc phải cường bóng của Masaray dành cho Oma.
rất hay. Phải là Mansaray. Mansaray tạt bóng. Đáy đầu. Tiếp tục là một pha dàn xếp tấn công có nét nữa đến từ Mekamek Bình Dương. Rồi nếu như người đánh đầu là Tiến Linh hoặc là Oman, rất có thể cơ hội sẽ là rõ ràng hơn đối với Mekamek Bình Dương. Duy Khánh không phải là cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt. cho đội chủ nhà Mekamek Bình Dương bàn thắng cho đến thời điểm này cũng như do công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thì được ở phút thứ 20 đến từ một pha lượng rất đẹp, tạt cánh không thể chê vào đâu được của đội trưởng Pape Oma.
Quay luôn, quay luôn, yêu lên. Quay nhiều, yêu lên. Đá sớm, đá sớm. Văn Vũ bên phía BKMX Bình Dương. Văn Vũ đã có một tình huống vào bóng có phần hơi quyết liệt đối với Đinh Văn Trường. Chưa bàn nhau, chưa bàn nhau. Mày theo, mày theo. Hiếu ơi, dẫn về. Thiện Đức. Kỳ nguy hiểm của số 21 bên phía bên cạnh Bình Dương. Cho tới thời điểm này, Tấn Lộc chơi tương đối hay trong vai trò tiền vệ thôi bóng của bên cạnh Bình Dương. Hay cho Trọng Huy rất nguy hiểm thò bóng với Văn Kiều. Pha va chạm giữa hai tiền vệ trung tâm hai đội. Yeah.
bị đến từ các cầu thủ Nam Định. Gia Lai đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tấn công của Văn Toàn giải thể nói là quá khổng lồ của anh Gia Lai cho tới thời điểm này. Gia Lai quá khác với bàn tay của Đinh Thị Sắc. Đấu với Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân cả năm nay thật sự là cực kỳ khó khăn. Tới thời điểm này Gia Lai một lần nữa lại vươn lên dẫn trước. Mà còn mặt ra đây rất vất vả của Đinh Văn Trường, liên tiếp phải đối đầu với rất khỏe như là Victor Mansaray. Rất mạnh của Victor Mansaray đi vào đúng đầu của Văn Trường. Đây là Văn Trường đang bị choáng.
rất nguy hiểm, được đoạt được bóng trong chân của Văn Hiếu là Tô Văn Vũ, lên bóng rất thoáng, chậm mất rồi. Chúng ta phải làm được tình huống chuyền bóng sớm hơn của Duy Khánh dành cho Tiến Linh. Sau đây bên trong là Tiến Linh, đánh đầu 2-0. Khả năng đánh đầu của Tiến Linh thực sự là quá hay. Vừa rồi ba lần bóng của Victor Mansaray là tốt, nhưng nó không phải là một tình huống đánh đầu dễ dàng. Nhưng với Tiến Linh thì rõ ràng mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. 2-0 cho BKMX Bình Dương ở phút 59 của trận đấu. Vẫn là bộ ba Omar Mansaray và người kết thúc là Tiến Linh. 2-0 cho BKMX Bình Dương. Một kết quả hợp lý cho đến thời điểm này. Và đánh đầu quá khó đối với Xuân Việt. Chắc chắn là không có lỗi của thủ môn này. Chỉ là Tiến Linh quá hay mà thôi. Bàn thắng thứ tư của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Quá hoàn hảo. Cả Wesley và Lâm Anh Quang đã theo rất sát Tiến Linh. Lâm Anh Quang cũng là một trung vệ có khả năng đánh đầu rất tốt. Và cùng xem lại bàn thắng này, thậm chí nó còn đẹp hơn bàn thắng đầu tiên rất nhiều, độ khó cao hơn rất nhiều. Nhưng Tiến Linh đã thực hiện nó một cách hoàn hảo. Victor Mansaray cũng rất hay đúng vừa rồi. Rồi Con An dứt điểm quá nhẹ. Con An là mẫu cầu thủ có thể nhanh và rất tốt bằng cả hai chân. Vừa rồi là pha ra chân nhanh của Conan nhưng bóng đi hơi nhẹ đúng vị trí của Đức Cường. Đấu rất hay của bộ ba Papeoma
Victor Mansaray và Tiến Linh. Các cầu thủ còn lại của Bình Dương trong trận đấu này đang thi đấu ở mức tròn vai, đó là Tấn Lộc, đó là Tô Văn Vũ. Ngày mà đã làm được để nói là khó khăn hơn khi anh chơi thấp có nhiệm vụ đánh chặn hồi họp và đưa ra những đường chuyền mở ra những tấn công mới dành cho bên đội Bình Dương. Đã rời sân, đó là Đào Tấn Lộc. Trận đấu cho đến thời điểm này có thể nói là khá ổn của Tấn Lộc.
soát bóng rất chủ động đến từ đội chủ nhà BK Bắc Bình Dương. Nhạc trưởng đó là Papeuma, trận đấu thanh thoát của đội trưởng bên phía BK Bắc Bình Dương. Điều mà Papeuma cần lúc này có thể là một bàn thắng mang tính chất giải tỏa giải năm nay. Lỗi đến từ tấm anh tỷ. Trong là Rodrigo. Rodrigo, bàn thắng cho cao thủ Nam Định, rất hay, thật sự bất ngờ. Trận đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều với bàn thắng vừa rồi của Rodrigo. Nam Định đã rất cố gắng để tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số và vừa rồi họ đã thành công. Giải chân dài của Rodrigo đã giúp cho Nam Định có bàn thắng rút ngắn tỷ số trong phần 1-2 ở phút thứ 70. Pha chơi bóng kinh diện làm bất ngờ hoàn toàn hàng thủ của BK Bắc Bình Dương trong tình huống vừa rồi. Và cái tên quen thuộc đó là Rodrigo đã có bàn thắng thứ 3 cho Nam Định mùa giải năm nay. Anh đã san bằng số bàn thắng của mình cùng với Osu Conan. Và bóng rất bất ngờ đến từ các thủ Nam Định. Rồi là lỗi của Conan với Nguyễn Hùng Thiện Đức. Quay lại luôn. Trận đấu giữa BK Bắc Bình Dương và Nam Định đang diễn ra rất hay. Dù bị trận trước hai bàn, rõ ràng là Nam Định đang chơi có thể nói là rất quả cảm. Và chuyền bóng bằng đầu của Hoàng Minh Tuấn, cầu thủ vào thay người. Tình huống chơi bóng trực diện rất hay đến từ Đình Mạnh. Lần này bóng không hướng tới cái đầu của Rodrigo mà hướng tới vị trí của Hoàng Minh Tuấn. Một cái chặng đầu rất khéo và sải chân dài của Rodrigo đã giúp cho Nam Định có bàn thắng. Raboli đã không thể kịp theo Rodrigo trong tình huống vừa rồi. Hưng phấn đến từ ban luyện bên phía đội khách Nam Định. Chắc chắn những phút tới là những phút mà các cầu thủ Nam Định sẽ chơi với một tinh thần rực lửa hơn rất nhiều. Cơ hội để họ kiếm điểm tại Gò Đậu là rất lớn. Thời gian của trận đấu còn rất nhiều. Thanh Hóa đã nâng tỷ số lên 3-0 trận đấu gặp Hải Phòng. Và người ghi bàn đó là Hoàng Đình Tùng. Rất nguy hiểm. Ngay sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 thì Nam Định lại một lần nữa phải vào lưới nhận bóng. Tỷ số là 3-1 cho BK Bắc Bình Dương. Có vẻ như nó đến từ tình huống đá phạt của trung vệ Rabu Ali. Theo quan sát của tôi thì có vẻ như là bóng đã
vượt qua rào chắn của Nam Định trong tình huống vừa rồi. Và Đinh Xuân Việt đã hoàn toàn bó tay. Bàn thắng đến có thể nói là rất nhanh. Phạt quá khó của Rabu Ali. Đúng như vậy, bóng xuyên qua hàng rào của Nam Định và làm rào lỗi. Và đương nhiên rất khó để cho Đinh Xuân Việt có thể phản ứng trong tình huống vừa rồi, vì bóng đi qua đúng vị trí mà rào chắn của Nam Định đã làm trước đó và làm rào lỗi. Rất đáng tiếc, chỉ khoảng 2 phút sau khi Nam Định có bàn rút ngắn tỷ số của Rodrigo, ngay lập tức Bình Dương lại nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn. Rất hay và rất sôi nổi. Trên sân Hòa Xuân thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nâng tỷ số lên 2-0 trước SHB Đà Nẵng. Và người có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Gia Lai đó là Công Phượng. Mùa giải bùng nổ của Hoàng Anh Gia Lai. Quá sâu. Nhiều bàn thắng. Bình Dương dẫn Nam Định 3-1, Thanh Hóa dẫn Hải Phòng 3-0 và Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đội chủ nhà SHB Đà Nẵng với tỷ số là 2-0. Một vòng đấu có thể nói là rất hấp dẫn, rất nhiều bàn thắng. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Đối với Tiến Linh thì những pha đối mặt như vừa rồi anh xử lý thực sự là rất ít khi anh bỏ lỡ. Và có thể thấy là những phút mất tập trung với hàng phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định. Tiến Linh quá thoải mái trong pha đối mặt với Đinh Xuân Việt. Sau 3 chiến thắng liên tiếp thì ngày hôm nay Nam Định đang gặp khó. Bóng
rất mất tập trung của trung vệ Wesley Rodriguez. Anh đã không theo được tiến hình trong tình huống vừa rồi. Và chơi bóng rất đơn giản. Hồ Quốc có một tình huống đánh đầu sượt. Tiến hình thoải mái băng xuống và dứt điểm ngay một chạm. Dành cho Tiến Linh. Hai bàn thắng được ghi bằng đầu và một bàn thắng bằng chân. Thực sự là quá hoàn hảo. Lúc này không quá thì nói rằng mình đang là cầu thủ chơi hay nhất để phía bên Bình Dương. Và rất nhiều khả năng sẽ dành cho 3 điểm. Nam Định đã có những tia hy vọng sau khi Rodrigo có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nhưng ngay sau đó thì do sự mất tập trung của nhà phòng ngự, Nam Định đã phải nhận liên tiếp hai bàn thua, có đến từ tình huống đá phạt của Ramoli và vừa rồi là một tình huống đối mặt của Tiến Linh. Đuổi lên. Tiến Linh có bàn thắng thứ năm này. Sokolan, Hoàng Xuân Tân. Conan chân trái bóng ngược, tốt của các thủ môn Bình Dương, phản công cho Bình Dương. Oma hay, cơ hội cho các cầu thủ Nam Định. Gôi, bàn thắng của Osokonan. Một trận đấu rất hay của hàng công cả hai bên. Osokonan một lần nữa lại lên tiếng và cầu thủ vừa vào sân thay người đó là Minh Nghĩa đã có một tình huống tăng tốc rất hay về phía cánh trái. Và với cơ hội như vừa rồi thì chắc chắn là Osokonan không thể bỏ lỡ được. Bàn thắng thứ tư của Osokonan. Rất hay. Lần nữa chúng ta lại được theo dõi một trận đấu rất nhiều tỷ số ở mùa giải năm nay. Rất hay của cầu thủ số 12. Đó là Đinh Văn Trường. Không phải là Minh Nghĩa và hậu vệ trái Đinh Văn Trường. Đây đã là cuối cùng của trận đấu này rồi. Nhưng Đinh Văn Trường vẫn rất khỏe, tốc độ rất cao. Trận đấu mà cao thủ Nam Định đang chơi là rất kiên cường. Một số Conan của
thoáng, rất thoáng, quá vội vàng. Đúng vừa rồi thì một cảm giác hoàn toàn có thể đỡ lại trái bóng cách thoải mái nhất. Tư thế không có ai kèm cả, cảm giác quyết định thực hiện ngay một cú vô lê. Đã thành công hoàn toàn, có thể đạt tỉnh tiếp đuôi đến từ Tiến Linh. Bóng chắc chắn là cảm giác bóng của cảm giác đã là rất tốt. Nguy hiểm, vẫn là cao thủ Nam Định. Sau đây đã kịp thời, Nam Định rất nguy hiểm đến từ Rodrigo. Bóng chạm tay của Minh Nghĩa vừa rồi. Là bàn thắng thì nó quá đẹp. Và khống chế bước một hơi đẩy lên phía trước và một pha vô lê ngay. Đức Cường đã đứng chôn trần. Một lần nữa cột dọc lại cứu thua cho Đức Cường trong trận đấu này. Lúc này thì cho dù Nam Định đang bị dẫn trước với tỷ số là 4-2 nhưng thực sự họ đang có một trận đấu có thể nói là rất hay, đặc biệt là hàng công.
trận bàn 10-10 của Nam Định đã trôi qua một cách đáng tiếc, và có thể nhìn thấy sự tiếc nuối của các cổ động viên Thành Nam. Vũ Thế Vương, không biết mệt mỏi đến từ cao thủ Nam Định. Quá tuyệt chính xác. Sau đây, Tân Khỏe và Mê Ô Ma. Rất hay của Ô Ma. Trong là Tiến Linh. Tiến Linh không được. May là Thanh Hào sửa sai cho Đức Cường một tiếng vừa rồi. Chút nữa thì Rodrigo đã can thiệp được. Bóng vào chân của Đức Cường và vào. Phải chờ lệnh hành của Thanh Hào. Lúc này là chưa thể đến hoàn toàn. Cuối cùng của trận đấu này, bố vẫn đang nghiêng về VfB Bình Dương. Và hat trick của Tiến Linh và đá phạt từ Rabu Ali. Hai bàn thắng của Nam Định từ Rodrigo và Osokona. Rồi, dứt điểm.
đẳng cấp và đẹp nhất của Tiến Linh ở trong trận đấu này. Và đánh đầu có thể nói là ở một tư thế rất khó, không nhiều cầu thủ có thể thực hiện được đánh đầu tốt trong tư thế như vừa rồi. Của hàng phòng ngự cả hai bên. Nhưng đây đã là những giây bù giờ cuối cùng rồi. Nếu như tỷ số kết thúc với chiến thắng là 4-3 cho BKM Bình Dương thì đây thực sự là một trận đấu đáng tiếc đối với câu lạc bộ Nam Định. Họ đã có một trận đấu quả cảm, thật sự là như vậy. Nếu trách thì có lẽ là chỉ biết trách là Tiến Linh đã quá xuất sắc ở trong trận đấu này mà thôi. Vậy là sau bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng còn 3-4 của cao thủ Nam Định thì trọng tài Đỗ Thành Đệ cũng đã đổi hồi còi kết thúc của trận đấu. Tỷ số chung cuộc, BKM Bình Dương đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-3. Một trận đấu có thể nói là rất hay, nó hấp dẫn đến những phút cuối cùng của trận đấu này. Đây là Tiến Linh, tác giả của 3 bàn thắng ở phút thứ 20, 59 và 77. Bàn thắng thứ tư của BKM Bình Dương được ghi do công của Rabo Ali ở phút thứ 72 từ tình huống đá phạt hàng rào. 3 bàn thắng của đội khách Nam Định được ghi do công của Rodrigo phút thứ 69, Oso Conan ở phút thứ 80 và vừa rồi là bàn thắng của Wesley Rodriguez, trung vệ bên phía Nam Định, ghi ở những giây bù giờ cuối cùng. Một trận đấu rất hay của hàng công hai đội.